Ngài đã để lại cho loài người một nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Bài học thứ nhất, phần nghi lễ niệm Phật. Giảng viên bước vào lớp học, tất cả tu sinh đều đứng dậy, mặt hướng về tượng Phật. Khi giảng viên đứng vào vị trí của mình, mặt cũng hướng về tượng Phật và chắp tay lên, thì tất cả các tu sinh khác đều chắp tay. Giảng viên nói: Xin mời tất cả tu sinh hãy niệm hồng danh Đức Phật 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giảng viên niệm trước Nam mô. Đến chữ mô thì tất cả tu sinh niệm tiếp chữ mô, chứ không đọc chữ nam lại, để mọi người cùng bắt một nhịp với nhau như câu niệm Phật pháp âm đồng đều. Sau khi niệm Phật xong, giảng viên và tu sinh xá tượng Phật và xá hình trưởng lão. Sau khi xá xong, giảng viên tay vẫn chấp, quay mặt nhìn xuống các tu sinh, đồng thời xá chào nhau. Giảng viên liền nói: Xin mời quý sư, quý thầy, quý Phật tử ngồi xuống. Hoặc nói ngắn gọn: Xin mời tất cả tu sinh ngồi xuống. Tất cả tu sinh đều ngồi xuống, giữ gìn im lặng, không nên nói chuyện trong giờ học. Trong buổi học đầu tiên, giảng viên giải thích thêm: Phần nghi lễ đến đây là xong, nhưng chúng tôi xin giải thích thêm để quý tu sinh hiểu biết cho rõ ràng hơn. Nếu ai có thắc mắc về phần nghi lễ sao đơn giản quá, thì quý tu sinh hãy trả lời cho đúng ý nghĩa. Đối với tôn giáo, phần nghi lễ như thế này rất đơn giản, gọn gàng, chỉ còn có một câu niệm hồng danh Đức Phật 3 lần mà thôi. Nhưng ý nghĩa câu niệm Phật rất đầy đủ, nói lên được lòng biết ơn sâu sắc và cũng nói lên được lòng cung kính tôn trọng của mọi người đối với Đức Phật. Nói về chương trình giáo dục đào tạo văn hóa đạo đức thì nghi lễ là hàng đầu. Nghi lễ đầu tiên mà mọi người ai cũng biết, đó là lễ chào quốc kỳ. Khắp nơi trong đất nước, chúng ta đến bất cứ một ngôi trường học nào cũng đều thấy học sinh chào cờ mỗi sáng trước khi vào lớp. Quốc kỳ tượng trưng cho non sông đất nước, quốc ca tượng trưng lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu tổ quốc của mọi người dân trong nước đó. Khi mắt nhìn quốc kỳ, tai nghe bài quốc ca vang lên âm điệu hùng hồn, khiến cho tâm hồn mọi người dân đều xúc động, nhớ đến bao công lao của những anh hùng dân tộc đã xông pha trận mạc vì tổ quốc hy sinh. Nhìn quốc kỳ tung bay phất phới trên nền trời, nghe lời quốc ca trong tiếng nhạc trầm hùng, cùng tiếng bước chân đoàn quân đi dập dồn, khiến lòng yêu nước, yêu quê hương tổ quốc dâng cao lên tuyệt vời. Những câu hỏi. Bây giờ xin quý tu sinh hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Câu hỏi 1. Hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước mặt quý tu sinh là tượng trưng cho ý nghĩa gì? Nghĩ sao quý tu sinh cứ trả lời như vậy? Như trên đã nói, chúng ta là những người còn đang tu học, cho nên càng trả lời thì lại càng thấm nhuần ý nghĩa sâu xa của sự tu học. Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả lời. Tu sinh trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa quý tu sinh đã trả lời góp phần làm sáng tỏ hình tượng Đức Phật rất hay. Và chúng tôi xin đọc câu trả lời để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 1. Theo giáo án dạy, ý nghĩa hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hình ảnh tượng trưng cho nền đạo đức nhân bản nhân quả, một nền đạo đức của loài người mà con người không thể thiếu được. Cho nên hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hình ảnh đạo đức cao thượng, sống không làm khổ mình, khổ người, luôn luôn ghi khắc trong tâm hồn của mọi người. Quý tu sinh hãy ghi nhớ hình ảnh này. Câu hỏi 2. Vậy câu niệm Phật tượng trưng cho ý nghĩa gì? Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả lời. Khi tu sinh trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Ý nghĩa câu niệm Phật quý tu sinh đã trả lời rất sống động, rất hay. Và chúng tôi xin đọc câu trả lời để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 2.
Câu niệm Phật tượng trưng cho lòng biết ơn sâu xa của loài người đối với Đức Phật. Vì ân nhân của nhân loại mà hành tinh này không thể có một người thứ hai như vậy nữa. Vì thế, câu niệm Phật phải có âm điệu như bài quốc ca, vang lên như những lời khuyên nhẹ nhàng, thấm thía tình thương yêu rộng lớn như trời như biển của người cha lành đối với tất cả sự sống trên hành tinh này. Hạnh phúc thay cho những ai tìm về nền đạo đức ấy. Bài học thứ hai, phần nghi lễ, cách xưng hô trong lớp học. 1. Giảng viên xưng hô với tu sinh. Trong lớp học, giảng viên nên xưng hô với học viên bằng cách tự xưng pháp danh của mình. Ví dụ như Gia Hạnh, Liễu Huệ. Ví dụ Gia Hạnh xin mời sư cô. Ví dụ Liễu Huệ dạy theo giáo án của trưởng lão Thông Lạc chỉ dạy. Tu sinh là tu sĩ nữ. Nếu tu sinh là tu sĩ nữ mặc áo đại thừa, y vấn nam tông hoặc cất sĩ, không biết pháp danh, giảng viên gọi tu sinh này là sư cô. Ví dụ Gia Hạnh xin mời sư cô. Nếu giảng viên biết pháp danh của tu sinh thì gọi thêm pháp danh. Ví dụ Liễu Huệ xin mời sư cô Liễu Nhẫn. Ví dụ xin mời sư cô Liễu Nghĩa. Tu sinh là tu sĩ nam. Nếu tu sinh là tu sĩ nam mặc áo đại thừa, không biết pháp danh, giảng viên gọi tu sinh này là thầy. Ví dụ Gia Hạnh xin chào thầy. Nếu giảng viên biết pháp danh của tu sinh thì gọi thêm pháp danh. Ví dụ Liễu Huệ xin chào thầy Minh Tánh. Nếu tu sinh là tu sĩ nam mặc y vấn nam tông hoặc khất sĩ, không biết pháp danh, giảng viên gọi tu sinh này là sư. Ví dụ Gia Hạnh xin chào sư. Nếu giảng viên biết pháp danh của tu sinh thì gọi thêm pháp danh. Ví dụ Liễu Huệ xin chào sư Minh Nhẫn. Tu sinh là cư sĩ. Đối với tu sinh là cư sĩ nam hay nữ, không biết pháp danh, giảng viên gọi chung nhiều người hay gọi riêng từng người đều dùng từ Phật tử hay dùng danh xưng bác, cô. Ví dụ xin Phật tử cho biết pháp danh để việc xưng hô dễ dàng. Ví dụ xin bác cho biết pháp danh để việc xưng hô dễ dàng. Ví dụ xin cô cho biết pháp danh để việc xưng hô dễ dàng. Nếu giảng viên biết pháp danh của tu sinh thì gọi thêm pháp danh có danh xưng chú, bác, cô, anh, chị, em, cháu, vân vân, để tạo sự thân mật trong danh từ xưng hô của tiếng Việt Nam. Ví dụ xin mời chú Minh Thiện. Ví dụ xin mời cô Liễu Minh. Ví dụ xin mời bác Liễu Tâm. Ví dụ xin mời anh Tâm Minh. Ví dụ xin mời chị Liễu Minh. Ví dụ xin mời em Liễu Châu. 2. Học viên xưng hô với giảng viên. Trong lớp học, học viên xưng hô với giảng viên bằng cách tự xưng pháp danh của mình. Ví dụ như Liễu Thanh Minh Thành. Ví dụ thưa cô, Liễu Thanh xin hỏi. Ví dụ Minh Thành có điều này muốn xin thưa hỏi thầy. Giảng viên nữ. Nếu giảng viên là tu sĩ nữ mặc y áo đại thừa, y vấn nam tông hoặc khất sĩ, không biết pháp danh, thì học viên gọi giảng viên là sư cô. Ví dụ thưa sư cô, Minh Thành xin hỏi. Ví dụ Liễu Thanh có điều này muốn xin hỏi sư cô. Nếu học viên biết pháp danh của giảng viên thì gọi thêm pháp danh. Ví dụ thưa sư cô Liễu Nhẫn. Nếu giảng viên là cư sĩ không biết pháp danh thì học viên gọi giảng viên là cô. Ví dụ thưa cô, Liễu Hạnh xin thưa hỏi. Nếu học viên biết pháp danh của giảng viên thì gọi thêm pháp danh. Ví dụ thưa cô Từ Hạnh. Giảng viên nam. Nếu giảng viên là tu sĩ nam mặc y áo đại thừa thì học viên gọi là thầy, hoặc giảng viên là cư sĩ nam thì học viên cũng nên gọi là thầy. Ví dụ thưa thầy, Minh Thành xin hỏi.
Nếu học viên biết pháp danh của giảng viên thì gọi thêm pháp danh. Ví dụ, thưa thầy Minh Nghĩa. Nếu giảng viên là tu sĩ nam mặc y vấn Nam Tông hoặc Khất Sĩ, không biết pháp danh, học viên gọi là sư. Ví dụ, Liễu Thanh xin hỏi sư. Nếu học viên biết pháp danh của giảng viên thì gọi thêm pháp danh. Ví dụ, thưa sư Tâm Nhẫn. 3. Giữ gìn oai nghi trong giờ học. Tu sinh phải có mặt trước giờ học là 5 phút, không được đến trễ giờ học. Khi vào lớp, tu sinh vào ngay ghế của mình ngồi, không ngồi ghế của người khác. Khi giảng viên bước vào cửa lớp, thì tất cả tu sinh đứng dậy, nghiêm chỉnh hướng về tượng Phật. Khi giảng viên đứng vào vị trí của mình, thì cả lớp làm nghi lễ niệm Phật, như đã trình bày trong phần 1. Sau khi xá chào nhau, thì giảng viên mời các tu sinh ngồi xuống để bắt đầu buổi học. Trong buổi học, tất cả tu sinh đều giữ gìn im lặng, không nên nói chuyện riêng. Khi phát biểu ý kiến hiểu biết của mình về bài học đức hạnh, thì bằng cách xưng hô như sau. Ví dụ, kính thưa cô, thầy, kính thưa toàn thể tu sinh. Theo Mỹ Linh hiểu, đạo đức của câu hỏi này như sau. Sau khi tu sinh trả lời xong, thì tất cả tu sinh và giảng viên đồng vỗ tay khuyến khích. Sau đó, giảng viên tiếp tục gọi tu sinh khác trả lời. Mỗi khi học viên trả lời câu hỏi nào trong bài học đều phải đứng dậy. Trừ những người già, tật nguyền không đứng được, giảng viên cho phép ngồi. Đứng dậy trả lời là một hành động tôn kính những người có mặt trong lớp học, tôn kính giảng viên, tu sinh, và nhất là tôn kính hình tượng Đức Phật và bài pháp giới luật đức hạnh mà tất cả tu sinh đều đang học. Trong kinh Nikaya có nói về chủ khách. Đức Phật không chấp nhận chủ ngồi mà khách đứng nói chuyện. Tiếp chuyện với nhau như vậy là thiếu đạo đức lễ độ. Một hôm có một bà La Môn tên là Ambattha đến chỗ Phật. Ông không ngồi mà đứng, đi qua đi lại, lời nói nhát gừng vấn nạn Phật. Đức Phật quở trách đó là một hành động thiếu đạo đức tôn kính. Kinh Trường Bộ tập 1 trang 164. Nếu Đức Phật ngồi, vị bà La Môn cũng ngồi một bên thấp hơn, đó là hành động chủ khách ngồi tôn kính. Nhưng khi thưa hỏi một điều gì thì đứng lên hoặc quỳ xuống thưa hỏi, đó là hành động đạo đức tôn kính Phật và pháp. Còn khi Đức Phật chưa cho phép ngồi mà ngồi thưa hỏi là thiếu đạo đức tôn kính. Các con đọc kinh Nikaya lướt qua không nhận xét rõ ràng, cho Phật giáo bình đẳng thì không có đạo đức tôn ti trật tự, nên phát biểu theo tưởng giải của mình mà vô tình phạm vào nền đạo đức lễ nghĩa văn hóa của Phật giáo, thật đáng tiếc. Sự hiểu kinh sách của các con như vậy là cái hiểu nông cạn, khiến cho người đời sau hiểu Phật giáo sai lạc. Khi nào các con tu chứng mới hiểu kinh Nikaya đúng nghĩa? Trong phòng họp quốc hội, các dân biểu có ý kiến đều đứng lên phát biểu, không có ai ngồi mà phát biểu bao giờ. Đó là một lễ độ lịch sự mà con người có văn hóa không thể nào thiếu được. Nói chung, tất cả các buổi họp từ ấp, xã, huyện, tỉnh và các buổi họp giáo hội Phật giáo, khi phát biểu đều đứng dậy. Đó là một đạo đức văn hóa lễ độ mà loài người được công nhận. Chúng ta nên xét lại đạo đức lễ nghĩa trong các trường học, nơi mà đào tạo giáo dục con người có kiến thức và văn hóa mà lễ nghĩa không có, thì biết rằng nền giáo dục đó còn thiếu khuyết. Cho nên càng học lên lớp cao thì học sinh và sinh viên càng thiếu đạo đức tôn trọng thầy, cô giáo và bạn bè. Tiểu học, khi cô giáo bước vào cửa lớp thì trưởng lớp hô nghiêm. Tất cả học sinh đều đứng dậy nghiêm chỉnh. Cô giáo bước vào vị trí của mình, liền đưa tay ra dấu bảo các em ngồi xuống. Trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp còn giữ lễ nghĩa tôn trọng ấy. Đại học thì lễ nghĩa tôn trọng ấy không còn. Như vậy chúng ta biết rằng
nền giáo dục còn thiếu văn hóa đạo đức lễ độ rất nhiều. Vì thế, chúng ta nên lo lắng cho nền giáo dục hiện tại của đất nước, quê hương. Đạo đức đang xuống cấp. Chúng ta là người Việt Nam, không nên dùng Hán Việt chưa được Việt hóa như hiền giả, hiền huynh, hiền tỷ, hiền đệ, sư huynh, sư tỷ, sư đệ, đạo hữu, đạo huynh, tôn giả, thánh giả, vân vân. Sau 3 tháng học tập đạo đức hiếu sinh, tu sinh được dự thi lên lớp rèn nhân cách đạo đức ly tham, từ bỏ lấy của không cho bằng những bài luận. Tháng thứ nhất với chủ đề đạo đức hiếu sinh ý hành. Tháng thứ hai với chủ đề đạo đức hiếu sinh khẩu hành. Tháng thứ ba với chủ đề đạo đức hiếu sinh thân hành. Sau 3 tháng có kỳ thi tổng kết với chủ đề đạo đức hiếu sinh thân khẩu ý hành. Kết quả 4 kỳ thi và có sự ứng dụng thực hành đạo đức đã học trong lớp học, trong đời sống hàng ngày, được giảng viên theo dõi kỹ lưỡng, ghi thành tích học tập của tu sinh để tuyển chọn lên lớp mới. Nếu tu sinh chưa đủ điểm lên lớp thì được ở lại học lớp cũ. Tam quy có 3 lớp học, ngũ giới có 5 lớp học, thập thiện có 10 lớp học. Sau khi hết giờ học, giảng viên nói: "Buổi học của chúng ta chấm dứt ở đây. Xin quý tu sinh đứng dậy chắp tay xá chào nhau rồi chúng ta về thất." Nói xong, giảng viên và tu sinh xá chào nhau, rồi giảng viên ra trước, các tu sĩ có hạ lạp cao và lớn tuổi ra trước. Kế tiếp, những tu sĩ có hạ lạp thấp ra kế, rồi đến cư sĩ lớn tuổi ra trước và nhỏ tuổi theo sau. Hết giờ học, giảng viên và tu sinh không nên đọc bài hồi hướng và niệm hồng danh Đức Phật, chỉ chào nhau rồi theo thứ tự về thất trong sự im lặng và trang nghiêm. 4. Cách chào hỏi khi ra ngoài đường và trong lớp học. 1. Hai người đi khất thực ngược chiều nhau, hai tay ôm bát thì không chào nhau, nhưng khi đi cách nhau chừng 2 bước, mỗi người đều dừng lại. Thời gian chỉ một hơi thở ra vào thì bước đi trở lại trong im lặng. 2. Người ôm bát và người không ôm bát cùng đi ngược chiều cách nhau chừng 2 bước, hai người đều dừng lại. Người không ôm bát chắp tay lên xá chào người ôm bát. Người ôm bát chỉ đứng im lặng cúi đầu. Người kia xá xong thì hai người tiếp tục đi trong im lặng. 3. Hai người đi ngược chiều, tay không ôm bát, đi cách nhau 2 bước thì dừng lại, chắp tay cúi đầu chào nhau thật sâu rồi im lặng bước đi. 4. Tu sĩ với tu sĩ ở trong lớp học khi chào nhau, hai người đều đứng dậy chắp tay, cúi đầu chào nhau trong im lặng, không nên nói ra tiếng dù là tiếng chào. 5. Tu sĩ với tu sĩ ở ngoài đường đi ngược chiều, khi cách nhau chừng 2 bước, mỗi người đều dừng lại chắp tay, cúi đầu chào nhau trong im lặng, không nên nói ra tiếng dù là tiếng chào. 6. Cách chào nhau của tu sĩ với cư sĩ ở trong lớp học cũng như ở ngoài đường giống như tu sĩ với tu sĩ. 7. Cách chào nhau của cư sĩ với cư sĩ ở trong lớp học cũng như ở ngoài đường giống như tu sĩ với tu sĩ. 8. Cách chào nhau của tu sĩ nam với tu sĩ nữ ở trong lớp học cũng như ở ngoài đường chào nhau giống như tu sĩ với tu sĩ. Nam nữ chào nhau phải bình đẳng, nhưng trong các pháp yết ma thì quy định tu sĩ nữ chắp tay chào tu sĩ nam, còn tu sĩ nam không chào lại, đó là theo bát kính pháp. Theo thầy thiết nghĩ, một người khác chào mình, dù là đệ tử của mình, thì cũng phải chắp tay chào lại. Huống là mọi người đồng đệ tử Phật, dù nam hay nữ chào nhau, nên giữ bình đẳng là tốt nhất. 9. Cách chào nhau của tu sĩ nam với cư sĩ nữ ở trong lớp học cũng như ở ngoài đường, chào nhau giống như tu sĩ với tu sĩ. Sự chào nhau phải bình đẳng là lễ độ văn hóa kính trọng nhau. 10. Nam chào trước hay nữ chào trước? Theo đúng pháp yết ma thì cư sĩ nữ chào trước cư sĩ nam, tu sĩ nữ chào trước tu sĩ nam, nhưng ở đây thì bình đẳng nên chào nhau đồng một lượt.
11. Một người cầm đồ đạc trên tay, một người không cầm đồ đạc, thì người không cầm đồ đạc chào trước. Sự chào hỏi không bất hạnh độc cư, chỉ khi nào đi đến thất hoặc đi ngoài đường nói chuyện với nhau mới là phá hạnh độc cư. Trong tu viện, mỗi tu sinh giới tướng phải nghiêm chỉnh, không được vi phạm. Ai nghi tế hạnh phải hẳn hoi khi đi, đứng, nằm, ngồi. Còn giới thể, tu sinh phải đến lớp học đức giới, hạnh giới để thấu triệt và thấm nhuần giới thể thì mới xứng đáng là đệ tử Phật. Nếu không học giới đức thì giới thể không bao giờ có trọn vẹn. Đây là một chương trình giáo dục đào tạo giới luật đức hạnh, cho nên bài học rất sống động. Mọi tu sinh đều đóng góp nhiều ý kiến đạo đức nhân bản nhân quả. Nếu những ý kiến đó chưa được ngã ngũ thì giảng viên xin viết thư hỏi ý thầy, chứ không được cắt ngang dẹp bỏ những ý kiến đó, kẻo lớp học sẽ mất hết ý nghĩa đào sâu đạo đức. Nhưng những tu sinh góp ý đừng góp ý ngoài đề, phải nhắm vào chủ đề đạo đức của bài học. Lớp học cần có những ý kiến trái nghịch nhau trong chủ đề để làm sáng tỏ nền đạo đức nhân bản nhân quả, khiến cho lớp học càng sống động hơn. Nhờ đó mà tu sinh càng học càng tiến bộ, càng thấu triệt và thấm nhuần đạo đức nhiều hơn. Giới luật đức hạnh chưa thấm nhuần, chưa thông suốt mà muốn ngồi thiền nhập định để có tam minh thì đó là một ảo tưởng. Vì thế, trải qua hơn 2000 năm đã xác định rõ ràng, không có ai tu chứng quả A-la-hán. Vì bỏ giới luật mà tìm thiền định thì không bao giờ có chánh thiền định. Hôm nay, lớp học giới luật đức hạnh được triển khai để đào tạo, rèn luyện tu sinh trở thành những bậc giới luật đức hạnh vô lậu. Vậy mà có một số tu sinh cố chấp ngồi tu trong thất, thật là tội nghiệp. Nếu ngồi trong thất tu được thì hơn 20 năm qua đã có nhiều người tu chứng quả A-la-hán vô lậu rồi. Ngồi trong thất tu mà giới luật vi phạm thì làm sao tu chứng quả A-la-hán được? Bên hệ phái khất sĩ, người tu sĩ rất khiêm hạ, họ thường xưng là trò. Sư Giác Đoàn trụ trì trung tâm tịnh xá của hệ phái khất sĩ thường xưng là trò con. Chúng ta ở đây toàn là anh em chị em với nhau, nên phải biết cách xưng hô cho hợp lý. Các tu sinh nam cũng như nữ nên biết đoàn kết, biết thương nhau như con một nhà, biết tha thứ mọi lỗi lầm của nhau, chị ngã em nâng. Bài học thứ ba, phần đức hạnh, giới thiệu rèn nhân cách, lòng yêu thương của Phật giáo. Hôm nay chúng ta học bài thứ nhất trong năm giới: không nên giết hại chúng sinh. Không nên giết hại chúng sinh là một lời khuyên của Đức Phật từ ngàn xưa, được lưu giữ trong kho tàng kinh điển Nguyên Thủy bằng tiếng Pali tại Tích Lan. Lời dạy này đi ngược lại đời sống con người trên hành tinh này. Vậy chúng ta tự hỏi, tại sao Đức Phật lại khuyên chúng ta không nên giết hại chúng sinh như vậy? Như quý tu sinh đã biết, khắp nơi trên hành tinh này không có nơi nào, không có ngày nào mà con người không giết hại chúng sinh để ăn thịt. Máu của chúng sinh chảy như sông, xương của chúng sinh chất như núi. Sự đau khổ lăn lộn dưới dao trên thớt của loài người, sự chết chóc ghê rợn của chúng sinh trùng trùng điệp điệp, vô lượng vô biên. Làm sao chúng ta kể cho hết những hình ảnh đau thương ấy? Ôi, đau thương vô cùng tận, biết nói làm sao bây giờ và nói với ai đây? Vì sự sống của con người đã huân tập thành một thói quen ác độc, giết hại các loài động vật mà không chút lòng thương xót, nhất là thói quen ăn thịt động vật. Nhìn thấy được sự chết chóc đau khổ của chúng sinh, với lòng thương yêu rộng lớn vô bờ bến như trời, như biển của Đức Phật, làm sao Ngài không có lời khuyên ngăn chúng ta không nên giết hại chúng sinh? Lời khuyên ấy là vì Đức Phật thương xót loài người như người cha thương đứa con một. Nếu con người giết hại chúng sinh ăn thịt sẽ gặt lấy quả khổ đau. Đức Phật còn thấy rất rõ do nhân quả ác nghiệp của con người. Vì vô minh, con người không thấy nên tạo ra vô vàn ác pháp. Vì thế phải thọ lãnh những quả khổ đau từ vô lượng kiếp. Nên mỗi lần sinh ra cho đến khi chết,
cuộc sống hoàn toàn khổ đau vô cùng vô tận. Đứng trước cảnh vô minh, con người tự tạo nhân quả ác, rồi tự gặt lấy nhân quả khổ đau cho chính mình. Vì thế Đức Phật thương xót bảo: nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Mình tự làm điều ác thì mình phải tự chuốc lấy mọi sự khổ đau, làm sao có ai cứu mình được? Muốn hiểu rõ điều này, chúng ta hãy quán xét tư duy và tự hỏi cho đúng nghĩa sự đau khổ này do từ đâu sinh ra. Do từ sự giết hại chúng sinh để ăn thịt. Đúng như vậy, đó là do nhân giết hại và ăn thịt chúng sinh mà phải trả quả quá đắt, là chịu mọi sự khổ đau suốt từ đời này sang kiếp khác, chứ không phải chỉ riêng cho một kiếp này. Trong góc độ nhân quả, ai cũng nhìn thấy, từ nhân ác mà phải chịu mọi sự khổ đau, từ nhân thiện mà hưởng được sự an vui và hạnh phúc. Khổ vui trên đời này đều là do nhân quả. Do nhân quả thiện ác khổ vui như vậy, nên các pháp trên thế gian này thay đổi liên tục. Do thay đổi liên tục nên gọi các pháp là vô thường. Các pháp trên thế gian vô thường thay đổi liên tục, nên sự khổ đau của loài người cũng triền miên bất tận, từ khổ đau này đến khổ đau khác. Con người không hiểu quy luật nhân quả thay đổi như vậy, nên cho các pháp là thường hằng, bất biến, là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do hiểu sai lầm nên đắm mê chạy theo dục lạc vật chất vô thường của thế gian, cho rằng những vật chất là có thật, nên lấy đó để cung cấp và phụng dưỡng cho cái ngã, tạo biết bao nhiêu điều tội ác và biết bao nhiêu điều tội lỗi. Với đôi mắt của Đức Phật nhìn thấy mọi sự sống trên hành tinh đều do các duyên nhân quả tác thành, vì thế mới có sự thay đổi liên tục, đó là sự tất yếu không thể phủ nhận. Do sự thay đổi ấy mà mọi sự sống của tất cả các loài vật trên hành tinh này hoàn toàn phải chịu mọi sự khổ đau. Con người cũng là một loài động vật, đều có sự cảm nhận đau khổ sống chết như nhau. Vì thế Đức Phật khuyên: không nên giết hại chúng sinh, thật là thấm thía biết bao, phải không quý tu sinh? Ý nghĩa câu "không nên giết hại chúng sinh" còn mang theo một hành động đạo đức cao đẹp tuyệt vời của con người, đó là đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh có nghĩa là lòng thương yêu sự sống trên hành tinh này. Đây chính là bài học rèn luyện nhân cách đạo đức đầu tiên của lớp ngũ giới Phật giáo. Để chúng ta biết cách sống làm người với một tâm hồn cao thượng, một con người đầy lòng tha thứ và yêu thương mọi sự sống của nhau trên hành tinh này. Vì vậy, khi hiểu như thế nào thì quý cô cứ trả lời như vậy. Như trên đã nói, chúng ta là những người còn đang tu học, cho nên càng trả lời thì lại càng thấm nhuần ý nghĩa sâu xa của sự tu học. Càng trả lời lại càng huân tập lòng thương yêu rộng lớn. Người có lòng thương yêu rộng lớn là người có hạnh phúc nhất trần gian. Những câu hỏi. Bây giờ quý tu sinh hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Câu hỏi 1. Tại sao Đức Phật lại có lời khuyên chúng ta không nên giết hại chúng sinh? Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả lời. Tu sinh trả lời xong thì giảng viên khuyến khích: các tu sinh hãy cho một tràng pháo tay. Những ý nghĩa trả lời của tu sinh góp ý làm sáng tỏ đạo đức nhân bản nhân quả. Câu "không nên giết hại chúng sinh" rất hay. Và giảng viên xưng pháp danh cũng xin góp ý về câu hỏi này để chúng ta cùng nhau tu học và rèn luyện nhân cách. Trả lời câu hỏi 1. Đức Phật có lời khuyên chúng ta không nên giết hại chúng sinh, vì người biết rất rõ quy luật của nhân quả. Nếu ai làm những điều ác, giết hại và ăn thịt chúng sinh, thì phải gặt lấy những hậu quả khổ đau. Do lòng yêu thương chúng sinh, nên Đức Phật khuyên chúng ta không nên giết hại chúng sinh. Không nên giết hại và ăn thịt chúng sinh là một hành động thương yêu tất cả sự sống trên hành tinh này. Đó là đạo đức hiếu sinh mà mỗi người đều phải học tập, trau dồi và rèn luyện cho thấm nhuần đạo đức này, để cuộc sống không còn làm khổ nhau nữa, để biến cuộc sống thế gian này thành cuộc sống an lạc, yên vui trên cõi thiên đàng cực lạc. Giết hại và ăn thịt chúng sinh là một tội rất nặng, đó là cướp lấy mạng sống của sự sống. Hành động giết hại và ăn thịt chúng sinh là một hành động làm cho cuộc sống trên thế gian này bất an,
làm cho hành tinh này máu chúng sinh chảy như sông, xương chúng sinh chất như núi. Vì thế, hành tinh này lúc nào cũng biến động. Biết bao nhiêu tai họa thảm khốc xảy ra, thiên tai, động đất, lũ lụt, sóng thần, bão tố, vân vân. Những công trình của loài người bao nhiêu công lao, bao nhiêu năm tháng xây dựng, chỉ trong một phút giây động đất bão tố thì để lại đống gạch vụn ngổn ngang. Biết bao nhiêu năm tháng để xây dựng, chỉ trong vòng tích tắc tan tành như mây khói. Biết bao công trình của con người xây dựng từ xưa đến nay mà loài người hãnh diện cho đó là những kỳ quan thế giới, nhưng một trận động đất, một cơn bão tố thì đâu còn gì nữa. Bởi vậy, con người cứ giết hại và ăn thịt chúng sinh thì không thể nào tránh khỏi những hậu quả thảm khốc. Câu hỏi 2. Do nguyên nhân gì mà con người phải chịu sự khổ đau? Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả lời. Tu sinh trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa tu sinh đã trả lời góp ý làm sáng tỏ nguyên nhân gì mà con người phải chịu sự khổ đau rất hay. Và giảng viên xưng pháp danh cũng xin góp ý trả lời câu 2 để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 2. Do nguyên nhân vô minh, không hiểu biết, không thông suốt luật nhân quả nên con người giết hại và ăn thịt chúng sinh. Ngoài ra còn tạo vô vàn ác pháp khác nữa. Từ những hành động ác của mọi người mà những từ trường ác phóng suốt trong không gian. Vì vậy, con người phải chịu muôn vàn sự khổ đau từ đời này sang đời khác, không bao giờ dứt. Câu hỏi 3. Do nguyên nhân gì các pháp thường thay đổi? Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả lời. Tu sinh trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa tu sinh đã trả lời góp ý làm sáng tỏ nguyên nhân gì các pháp thường thay đổi rất hay. Giảng viên xưng pháp danh xin ghi nhận trả lời câu 3 và góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 3. Do nguyên nhân các pháp vận hành theo quy luật nhân quả từ thiện sang ác, từ ác sang thiện, tạo thành ra thời gian và không gian trong sự thành trụ hoại không. Vì thế các pháp thường thay đổi từng sát na, nên kinh sách Phật giáo gọi các pháp trong vũ trụ là pháp vô thường. Các pháp không có ngã do duyên hợp tạo thành, nên sinh diệt liên tục. Do các pháp sinh diệt liên tục, nên con người phải chịu khổ đau từ kiếp này đến kiếp khác, không bao giờ dứt. Vô thường là chỉ cho các pháp thường thay đổi, không đứng yên một chỗ, cho nên trong đời sống của con người không có pháp nào bất di bất dịch cả. Cho nên ngày nay như thế này, ngày mai như thế khác. Câu hỏi 4. Không nên giết hại chúng sinh là đạo đức gì? Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả lời. Tu sinh trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa tu sinh đã trả lời góp ý làm sáng tỏ câu không nên giết hại chúng sinh là đạo đức gì rất hay. Giảng viên xưng pháp danh xin trả lời câu 4 và góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 4. Không nên giết hại chúng sinh là đạo đức hiếu sinh, tức là lòng yêu thương tất cả chúng sinh, thương tất cả sự sống trên môi trường sống của hành tinh này. Vì thế, chúng ta không nên giết hại và ăn thịt chúng sinh nữa. Giết hại và ăn thịt chúng sinh rất tội nghiệp. Chúng sinh bao giờ cũng tham sống sợ chết như chúng ta vậy. Câu hỏi 5. Rèn nhân cách không nên giết hại chúng sinh bằng cách nào? Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả lời. Tu sinh trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa tu sinh đã trả lời góp ý làm sáng tỏ phương pháp rèn nhân cách không nên giết hại chúng sinh rất hay. Giảng viên xưng pháp danh xin trả lời câu 5 và góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 5. Rèn nhân cách không nên giết hại chúng sinh bằng cách triển khai tri kiến lòng yêu thương chúng sinh, tâm từ bi. Con người ai cũng có lòng yêu thương,
nhưng vì lòng tham sân si mạn nghi che khuất nên họ chỉ còn biết thương cá nhân họ mà thôi, xem mình trên đời này là trên hết, cho mình là quan trọng nhất. Vì thế mọi sự khổ đau lại đổ trên đầu họ. Muốn thoát ra mọi sự khổ đau trên thế gian này thì phải thực hiện theo những phương pháp sau đây. 1. Muốn thực hiện lòng yêu thương chúng sinh thì phải ly dục ly ác pháp, lìa tất cả tâm tham sân si mạn nghi ngũ triền cái của mình. 2. Rèn nhân cách không nên giết hại chúng sinh bằng cách triển khai tri kiến nhân quả, luôn luôn ngăn ác diệt ác pháp và sống trong thiện pháp. 3. Rèn nhân cách không nên giết hại chúng sinh bằng cách triển khai tri kiến đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. 4. Rèn nhân cách không nên giết hại chúng sinh bằng cách triển khai tri kiến về phương pháp tác ý. Tất cả mọi người, mọi loài vật trên hành tinh này đều có sự sống như nhau, đều sợ chết, sợ khổ đau như nhau. Vậy chúng ta hãy thương yêu tất cả mọi người, mọi loài vật trên hành tinh này như thương yêu chính chúng ta, như người mẹ thương con vậy. 5. Rèn nhân cách không nên giết hại chúng sinh bằng cách triển khai tri kiến tỉnh thức trong mỗi hành động thân, miệng, ý, không làm khổ mọi người và tất cả chúng sinh. 6. Rèn nhân cách không nên giết hại chúng sinh bằng cách triển khai tri kiến tỉnh thức bằng bốn cách đi kinh hành tỉnh giác: đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nói, nín, vân vân, đều không làm những người khác và tất cả chúng sinh khổ đau. 7. Rèn nhân cách không nên giết hại chúng sinh bằng cách triển khai tri kiến về hơi thở ra, hơi thở vô, tác ý xả tâm ly tham, sân, si, mạn, nghi. 8. Rèn nhân cách không nên giết hại chúng sinh bằng cách triển khai tri kiến tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Có rèn luyện được lòng yêu thương như vậy, ta mới thấy lòng thương yêu là một tâm hồn cao thượng, luôn luôn không làm khổ mình, khổ người. Câu hỏi 6. Tại sao con người giết các loài động vật mà không chút lòng thương xót? Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả lời. Tu sinh trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa tu sinh đã trả lời góp ý làm sáng tỏ câu hỏi tại sao con người giết các loài động vật mà không chút lòng thương xót rất hay. Giảng viên xưng pháp danh. Xin ghi nhận những ý kiến ấy và góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 6. Con người giết các loài động vật mà không chút lòng thương xót là vì chấp ngã quá to lớn, chỉ biết có mình, còn tất cả các loài vật khác chỉ sinh ra để phục vụ cho con người. Cho nên người xưa nói vật dưỡng nhân, đó là một tư tưởng sai lầm thiếu đạo đức hiếu sinh mà người xưa vì quen ăn thịt chúng sinh nên đã gieo sâu vào lòng người những tư tưởng tội lỗi. Vật dưỡng nhân đã thành cội rễ trong tư tưởng nên con người giết hại và ăn thịt chúng sinh không chút lòng thương xót. Thật đáng chê trách những tư tưởng sai lầm đánh mất tính thiện của loài người. Con người giết hại các loài động vật không chút lòng thương xót vì không hiểu biết quy luật nhân quả thiện ác. Khi giết hại chúng sinh thì phải trả quả khổ đau bệnh tật, tai nạn hoặc bị giết hại lại. Chính những người giết hại và ăn thịt chúng sinh cũng không lưu ý sự khổ đau, sợ chết, tham sống, sợ hãi của chúng sinh như chính bản thân của họ vậy, nên vô tình giết hại chúng sinh mà không thương xót. Con người giết các loài động vật mà không chút lòng thương xót vì không có lòng thương yêu sự sống của những loài động vật khác, vì không có đức hiếu sinh, thiếu lòng từ bi đối với muôn loài vật. Trong cuộc sống hàng ngày trên thế gian này, con người có lòng yêu thương chân thật thì mới mang lại sự bình an cho trái đất. Thiếu lòng thương yêu thì trái đất này sẽ nổi sóng và con người sẽ chịu mọi sự khổ đau tận cùng cho kiếp làm người. Câu hỏi 7.
tại sao con người và loài vật sinh ra cùng sống trong một môi trường như nhau mà lại giết nhau và ăn thịt nhau? Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ câu hỏi tại sao con người và loài vật sinh ra cùng sống trong một môi trường như nhau mà lại giết nhau và ăn thịt nhau rất hay. Giảng viên xưng pháp danh. Xin ghi nhận những ý kiến ấy và góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 7. Con người và loài vật sinh ra cùng sống trong một môi trường như nhau mà lại giết hại và ăn thịt nhau là do vô minh, do sự không hiểu biết nên mới giết hại ăn thịt lẫn nhau. Chính sự vô minh là mầm sinh ra làm nhiều điều ác, vì thế họ phải thọ chịu nhiều sự đau khổ trong sự sống của mỗi cá nhân trên hành tinh này. Trong vòng tròn 12 nhân duyên, vô minh là duyên thứ nhất. Do vô minh mới có hành động vô minh thiện hay ác, có thiện ác mới gọi là nhân quả. Do hành động vô minh mới có thức vô minh, do thức vô minh mới có danh sắc vô minh, do danh sắc vô minh mới có lục nhập vô minh, do lục nhập vô minh mới có xúc vô minh, do xúc vô minh mới có ái vô minh, do ái vô minh mới có hữu vô minh, do hữu vô minh mới có thủ vô minh, do thủ vô minh mới có sanh y vô minh, do sanh y vô minh mới có ưu bi sầu khổ sinh già bệnh chết. Như vậy, tất cả sự sống trên hành tinh này đều do vô minh chủ động gây ra muôn vàn sự khổ đau và sinh già bệnh chết của chúng sinh, của muôn vật. Muốn chấm dứt vô minh, chỉ có con đường duy nhất là con đường Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người của Phật giáo. Như vậy, quý vị tu thiền theo Phật giáo là quý vị biết phải tu cái gì không? Đó là tu giới luật. Trong giới luật thì đức hiếu sinh là đức thứ nhất. Tu đức hiếu sinh tức là tu lòng yêu thương. Khi nào quý vị thực hiện được lòng yêu thương ban rải khắp mọi nơi, thì chừng đó quý vị chứng tâm vô lậu. Chứng tâm vô lậu là chứng thiền định của Phật giáo. Cho nên chỉ có tu tập lòng yêu thương mà quý vị chứng đạo, đâu có gì là khó khăn. Câu hỏi 8. Trong môi trường sống, chúng ta phải đối xử như thế nào? Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ câu hỏi. Trong môi trường sống chúng ta phải đối xử như thế nào rất hay. Giảng viên xưng pháp danh. Xin ghi nhận những ý kiến ấy và góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 8. Trong môi trường sống chúng ta phải đối xử với nhau bằng đức hiếu sinh, bằng tình thương yêu rộng lớn như trời, như biển. Lúc nào cũng chỉ biết có yêu thương như mẹ thương con, như tình thương của ông Phú Lâu Na, không lấy gì so sánh được. Ông Phú Lâu Na là một vị đại đệ tử của Đức Phật, một bậc A-la-hán. Lòng yêu thương của chúng ta là một phương pháp xả tâm tuyệt vời. Nếu người nào luôn luôn sống với đức hiếu sinh thì không có một ác pháp nào làm động tâm được. Bởi vậy, trong giới luật Phật thì giới không nên giết hại chúng sinh là giới thứ nhất. Đó là dạy chúng ta đức hiếu sinh để chúng ta thoát khổ. Vì thế, có thương yêu sự sống của muôn loài thì chúng ta mới không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Nhờ lòng thương yêu chúng ta thoát khổ, chính là chúng ta thoát khỏi tất cả tâm tham, sân, si, mạn, nghi của mình. Nhờ lòng thương yêu chúng ta chứng thánh quả A-la-hán vô lậu. Nhờ lòng thương yêu chúng ta ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Nhờ lòng thương yêu chúng ta ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Nhờ lòng thương yêu chúng ta sống không làm khổ mình,
khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Nhờ lòng thương yêu, chúng ta nhập tứ thánh định. Nhờ lòng thương yêu, chúng ta có tứ thần túc và thực hiện tam minh không có gì khó khăn, không có mệt nhọc. Bởi vậy, đức hiếu sinh rất tuyệt vời. Chúng ta chỉ cần triển khai, rèn luyện và học tập để lúc nào cũng trưởng dưỡng nó. Để lúc nào nó trưởng thành, nó là chúng ta là nó, thì thế gian này là niết bàn, là cực lạc. Nhờ đó, không còn một ác pháp nào và một người nào làm động tâm chúng ta được nữa. Bài học thứ tư: rèn nhân cách, đạo đức hiếu sinh ý hành, những bàn tay giấy máu. Muốn rèn luyện nhân cách biết thương yêu sự sống của muôn loài trên hành tinh này, thì chúng ta phải sống trong ý hành như thế nào? Một hôm chúng tôi đi ngang qua một chợ, nhóm dọc theo hai bên lề đường, thấy một người phụ nữ đang bắt từng con ếch cắt cổ lột da. Khi chiếc dao của người phụ nữ kê vào cổ con vật, thì hai chân trước của nó chắp lại, giống như người chắp hai tay lại cầu xin gian tha mạng. Nhưng người phụ nữ rất thản nhiên, không có chút gì động lòng thương xót trước sự gian xin của con vật. Lưỡi dao sắc bén cứa ngang qua cổ con vật một cách ngọt xớt. Hai chân trước con ếch vẫn còn chắp lại để cầu xin tha mạng. Hai chân sau run rẩy tuyệt vọng trong những phút giây cuối cùng của kiếp làm con vật. Trông thấy cái chết thê thảm đau khổ của con vật thật đáng thương, nhưng biết làm sao hướng dẫn mọi người có lòng yêu thương để nhỏ những giọt nước mắt thương đau trong cảnh đầu rơi, máu đổ của những con vật yếu đuối trong gọng kiềm của bàn tay ác độc người phụ nữ. Giờ phút ấy, có ai rơi những giọt nước mắt đau thương trong cái chết thê thảm của loài chúng sinh không? Giờ phút ấy, có ai nghĩ rằng con người độc ác hơn loài ác quỷ, hơn loài ác thú không? Đúng vậy, hình ảnh một con vật yếu đuối như con ếch hai chân trước chắp lại như lạy để van xin cầu tha mạng, mà người phụ nữ ấy sao lại nỡ nhẫn tâm đến thế, đành lòng cầm dao cắt cổ lột da cho được. Thật là vô tâm, hay tâm đã chai lì trước cảnh thịt rơi máu đổ của loài chúng sinh. Đứng trước hình ảnh cái chết thảm thương của con ếch bé nhỏ mà con người không chút lòng thương xót, thì chúng ta không biết định nghĩa con người thuộc về loài gì cho đúng nghĩa. Trong hình dáng con người đâu có nanh gút, đâu có dằn dện, đâu có vẻ hung dữ như loài ác thú, đâu có gương mặt như loài ác quỷ dạ xoa. Thế sao mà cắt cổ con gà, lột da con ếch, đâm cổ con heo, đập đầu con bò, moi ốc con khỉ, vân vân. Như vậy con người có hung ác không? Xin quý học viên suy ngẫm. Hình dáng con người trong hiền lành, mặt mày xinh đẹp, đâu có nanh vuốt như hùm beo, đâu có dằn dện như cọp sói. Thế sao mà hung dữ và ác độc hơn hùm beo lang sói? Duyên hợp tạo ra con người hình dáng hiền lành không hung ác, nhưng vì lòng ích kỷ, nhỏ mọn hẹp hòi, chỉ biết sự sống của riêng mình, còn tất cả sự sống của người khác, loài vật khác, chỉ xem như cỏ rác, như không có, cho nên mới biến con người trở thành hung ác. Hàng ngày báo chí đăng tin tức cướp của, giết người, giật túi sách ngoài đường, đạo đức xã hội đang xuống cấp. Có một số người chỉ còn biết của cải vật chất tiền bạc, ăn uống và sự sống của riêng mình. Còn sự sống của người khác, loài vật khác thì không quan trọng, chết sống mặc tình. Con người đối xử với con người còn như vậy, huống là đối xử với tất cả các loài vật khác thì còn có nghĩa lý gì, phải không quý học viên? Đầu con ếch lìa khỏi thân, bàn tay ác độc của con người lần lượt lột da. Trong vòng một phút, con ếch chỉ còn là một miếng thịt đỏ tươi với bốn chân trơ xương, còn run run một hồi rồi im lặng. Con ếch này chết một cách thảm thương, rồi đến con ếch khác cũng chết như vậy. Những diễn biến tấn tuồng độc ác cứ lặp đi lặp lại mãi như thế. Một đống thịt ếch nằm ngổn ngang trong chiếc thau. Ôi thật đáng sợ sự độc ác của con người và đau thương xót xa cho kiếp làm chúng sinh. Hành động cắt cổ lột da con ếch là nhân ác, thì kết quả con người phải chịu lấy những cái chết thương đau như cảnh chiến tranh bom đạn, xác người chết nằm ngổn ngang, không thua gì thau thịt ếch. Rồi cảnh thiên tai hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, bão tố, động đất, vân vân. Nhất là hiện giờ đủ các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ngặt nghèo,
mà thời đại hôm nay gọi là bệnh thế kỷ. Ai có dịp bước chân vào các bệnh viện thì sẽ chứng kiến những bệnh nhân thật là hãi hùng, kinh sợ và khiếp đảm. Suy nghĩ cho cùng, nên người xưa nói ác lai ác báo. Con người làm ác thì con người phải chịu lấy những quả khổ đau. Những người sống theo bờ biển chuyên chài lưới bắt cá câu tôm thì sóng thần bão tố lôi xuống đáy biển làm mồi cho cá tôm ăn thịt, chết một cách thê thảm. Nhà cửa, của cải bão tố quét sạch, sụp đổ tan hoang, nằm ngổn ngang một đống gạch vụn như một bãi rác bẩn. Còn những người sống trong rừng sâu núi thẳm, chuyên săn bắn, chặt cây đốt rừng, thì lũ lụt, gió to, núi sạt lở, lôi nhà cửa sụp đổ ngổn ngang, người chết hải hùng sắp lốp. Những hình ảnh đau thương trên đây là những hình ảnh để chúng ta tư duy suy ngẫm và kết luận. Trên cuộc đời này chỉ có đạo đức hiếu sinh, tức là tình yêu thương sự sống của muôn loài là duy nhất đem lại sự bình an cho hành tinh này. Đây là đức hiếu sinh, ý hành mà mọi người cần phải tư duy quán xét. Mỗi khi mắt thấy tai nghe những hình ảnh thương tâm, những việc làm ác để suy ngẫm, để khởi tâm yêu thương. Chính nhờ có suy tư về những hình ảnh của chúng sinh trước khi chết, sợ hãi, run rẩy, giãy giụa, kêu la, rên rỉ, chảy nước mắt đầm đìa, rất là thảm thương. Nhờ có tư duy quán xét về những hình ảnh này mà chúng ta rất đau lòng và thương xót cho kiếp làm thân chúng sinh. Nhờ có tư duy quán xét những hình ảnh này mà chúng ta quyết tâm từ bỏ, không bao giờ giết hại và ăn thịt chúng sinh nữa. Nhờ có tư duy quán xét về những hình ảnh đau thương này mà lòng thương yêu của chúng ta trỗi dậy vô bờ bến đối với sự sống của tất cả chúng sinh, ngự trị trong lòng chúng ta mãi mãi. Nhờ có tư duy quán xét về những hình ảnh đau thương này mà lời dạy của Đức Phật không nên giết hại chúng sinh rất thấm thía về cuộc sống hiện tại của loài người. Với những hành động độc ác của con người đã đánh mất tình thương yêu, khiến cho họ trở thành những con thú ác độc, không còn nhân tính hiền lành, nên nở nhẫn tâm đập đầu, cắt cổ, nhổ lông vân vân. Nhìn thấy cảnh này khiến cho chúng ta khởi lên lòng yêu thương và quyết tâm từ bỏ những hành động ác làm khổ đau chúng sinh, và thương yêu những người làm ác đang giết hại chúng sinh chỉ vì họ vô minh. Những câu hỏi. Bây giờ xin quý học viên hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Câu hỏi 1. Hình ảnh con ếch bị cắt cổ lột da là do nguyên nhân nhân quả gì? Câu hỏi này quý Phật tử hiểu sao cứ trả lời như vậy, để chúng ta cùng tu, cùng học cho thấm nhuần những nghĩa lý và thông suốt quy luật nhân quả nghiệp báo. Cũng từ chỗ thông hiểu, chúng ta mới khởi lòng yêu thương mình, yêu thương tất cả chúng sinh một cách chân thật. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ câu hỏi hình ảnh con ếch bị cắt cổ lột da là do nguyên nhân nhân quả gì rất hay. Giảng viên xưng pháp danh. Xin ghi nhận những ý kiến ấy và góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 1. Hình ảnh con ếch bị cắt cổ lột da là do nhân quả đời trước làm người cũng cắt cổ lột da những con ếch như vậy, nên đời này phải làm con ếch cho người khác cũng cắt cổ lột da lại. Đó là nhân quả trả dai dai trả mà không có một người nào tránh khỏi, vì luật nhân quả rất công bằng. Những hình ảnh trả dai có 3 cách. 1. Trả dai bằng từ trường nhân quả nghiệp hiện tại tương ưng. Một hành động ác phải trả quả bị giết hại 10 lần, 100 lần. 2. Trả dai bằng từ trường cận tử nghiệp quá khứ tương ưng. Một hành động ác phải trả quả bị giết hại 10 lần, 100 lần. 3. Trả dai bằng từ trường nhân quả hiện tại thân chịu, hay con cái chịu bệnh tật tai nạn xảy ra, thọ lấy quả khổ vô lượng. Trên đây là những quy luật nhân quả. Nếu ai làm ác sẽ bị quy luật này chi phối, vì vậy phải chịu biết bao sự khổ đau. Con ếch đang bị cắt cổ chính là từ trường của nghiệp ác của người phụ nữ giết con ếch. Như vậy, người phụ nữ đang cắt cổ mình, đang giết mình mà không biết, thật là vô minh. Câu hỏi 2.
hình ảnh con ếch chết một cách thảm thương có đáng cho chúng ta thương xót không? Tiếp tục, quý học viên trả lời câu hỏi thứ hai. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Tình thương của các học viên trước hình ảnh con ếch chết một cách thảm thương rất đáng trân trọng. Giảng viên xưng pháp danh. Xin ghi nhận những tình cảm ấy và góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 2. Nhìn hình ảnh con ếch bị cắt đầu lột da, nhất là chắp hai chân trước lại, giống như người ta chắp tay lại để cầu xin tha mạng. Nhớ đến hình ảnh ấy thì hai giọt nước mắt của chúng tôi không thể nào cầm giữ được, lăn dài trên má. Nghiệp báo đời trước của con ếch như thế nào không cần biết, nhưng cái chết của con ếch hiện giờ là một hình ảnh thảm thương. Nhìn thấy con ếch chỉ còn là một miếng thịt đỏ tươi, lòng chúng tôi vô cùng xúc động và thương xót vô cùng. Thương cho con ếch chết một cách thảm thương tội nghiệp, và thương cho người cầm dao giết con ếch, rồi đây giết một mà trả nợ máu này phải gấp 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Một nhân đâu có một quả, do đó một hành động ác đâu có một quả khổ mà phải chịu nhiều quả khổ. Ôi thật là ghê gớm, biết nói với ai bây giờ, có ai chịu hiểu đi mình nói đâu. Câu hỏi 3. Hình ảnh người phụ nữ cầm dao cắt cổ con ếch có phải là một hành động ác không? Tiếp tục, quý học viên trả lời câu 3. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Đánh giá của các học viên về hình ảnh người phụ nữ cầm dao cắt cổ con ếch rất có ý nghĩa. Giảng viên xưng pháp danh. Xin ghi nhận những ý kiến ấy và góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 3. Hình ảnh người phụ nữ cầm dao cắt cổ con ếch là một hành động ác mà không ai có thể phủ nhận được. Là con người, không có người nào không có tình cảm, lòng yêu thương. Bằng chứng lòng yêu thương đó thể hiện qua tình thương cha mẹ, tình thương chồng vợ, tình thương con cái, tình thương bản thân mình, vân vân. Nhưng tình thương ấy không được triển khai để nó được rộng lớn như trời, như biển, phủ trùm vạn vật. Trái lại, nó không triển khai mà chỉ còn gói gọn nhỏ hẹp, ích kỷ cho cá nhân mình, nên mới cầm dao cắt cổ lột da con ếch, đâm cổ con heo, đập đầu con cá, con bò, cắt cổ con gà, con vịt, bẻ chân con ếch, con còng, vân vân. Câu hỏi 4. Trước cảnh nhân quả của con người và con ếch, quý học viên có răn nhắc cảnh giác về mình những điều gì không? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi 4. Cứ nghĩ sao quý vị cứ trả lời như vậy. Đó là góp thêm phần ý nghĩa lòng yêu thương của con người càng mang tính chất đạo đức cao thượng hơn. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những răn nhắc cảnh giác về mình của các học viên trước cảnh nhân quả của con người và con ếch rất hay. Giảng viên xưng pháp danh. Xin ghi nhận những ý kiến ấy và góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 4. Trước cảnh nhân quả người và con ếch, quý học viên cần nên răn nhắc cảnh giác về mình. 1. Không nên giết hại chúng sinh. 2. Phải thương yêu tất cả chúng sinh. 3. Lìa xa những hành động ác, không nên làm đau khổ chúng sinh. 4. Phải học lòng thương yêu chúng sinh như ông Phú Lâu Na. 5. Phải ngăn ác, diệt ác pháp trong tâm và thường sống với nội tâm thanh thản, an lạc và vô sự. 6. Nguyện một đời sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Câu hỏi 5. Nhìn thấy con ếch chắp hai chân trước lại cầu xin tha mạng, quý học viên nghĩ sao? Trong lòng có thương xót không? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi 5. Nghĩ sao quý học viên cứ trả lời như vậy? Đó là góp thêm phần ý nghĩa lòng yêu thương của con người càng mang tính chất đạo đức cao thượng hơn. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi.
Cảm nghĩ của các học viên trước hình ảnh con ếch chắp hai chân trước lại cầu xin tha mạng rất đáng trân trọng. Giảng viên xưng pháp danh, xin ghi nhận những ý kiến ấy và góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 5. Thấy con ếch chắp hai chân trước lại cầu xin tha mạng, chúng tôi không thể cầm được nước mắt, lòng rất xúc động và xót thương cho con ếch. Không biết nó mang nghiệp ác gì mà bây giờ phải chịu chết một cách thê thảm. Nhìn hình ảnh này mà ai không thương, phải không quý tu sinh? Chỉ có những người lòng yêu thương chai lì, trơ trơ như đá mới không xót thương trước cảnh một con ếch chắp tay cầu xin tha mạng sống. Tuy nó không nói thành lời, nhưng qua hành động gian sinh đó, chúng ta cũng nhận ra nó đang tha thiết muốn sống. Chúng ta muốn sống bao nhiêu thì con ếch cũng muốn sống bấy nhiêu. Nhưng làm sao được thay đổi nhân quả khi mà người phụ nữ đã không thấy nhân quả của chính mình nên tự cắt cổ mình mà không chuyển đổi? Đó là một sự vô minh không riêng gì người phụ nữ này mà tất cả mọi người. Thật đáng thương vô cùng. Câu hỏi 6. Hình ảnh con ếch chết một cách thảm thương có đáng nhắc nhở chúng ta đừng làm điều ác hay không? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi 6 để góp phần làm sáng tỏ lòng thương yêu của chúng ta. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ câu hỏi. Hình ảnh con ếch chết một cách thảm thương có đáng nhắc nhở chúng ta đừng làm điều ác hay không? Rất hay. Giảng viên xưng pháp danh, xin ghi nhận những ý kiến ấy và góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 6. Hình ảnh con ếch chết một cách thảm thương luôn luôn nhắc nhở chúng ta đừng nên làm điều ác. Chính con ếch ngày xưa là một con người như chúng ta, bây giờ cũng đã từng cắt cổ lột da biết bao nhiêu con ếch, nên ngày nay phải chịu trả quả báo như vậy. Càng thấy hình ảnh này, chúng ta càng nhắc nhở và răn mình không nên làm những điều ác, luôn luôn làm những điều lành, sống thường đem hạnh phúc an vui cho mọi loài. Câu hỏi 7. Người phụ nữ cầm dao cắt cổ con ếch chết một cách thảm thiết có đáng cho chúng ta thương hay không? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi 7 để góp phần làm sáng tỏ lòng thương yêu của chúng ta. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ câu hỏi. Người phụ nữ cầm dao cắt cổ con ếch chết một cách thảm thiết có đáng cho chúng ta thương hay không? Rất hay. Giảng viên xưng pháp danh, xin ghi nhận những ý kiến ấy và góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 7. Người phụ nữ cầm dao cắt cổ con ếch chết một cách thảm thiết là một người phụ nữ hung ác. Người phụ nữ có những hành động độc ác như vậy không đáng cho chúng ta thương. Bàn tay của họ dính đầy máu của loài vật mà lòng họ không chút xót thương. Tâm địa con người như vậy thật là tâm địa của ác quỷ. Tâm địa ác độc của con người như vậy có đáng cho chúng ta thương không? Tâm hồn chứa đựng đầy những sự giết hại chúng sinh sẽ đánh mất giá trị hình dáng xinh đẹp bên ngoài của người phụ nữ. Cái đẹp của lòng thương yêu con người mà muôn đời người ta vẫn nhớ mãi không quên. Cái đẹp của lòng thương yêu con người sẽ ban cho mọi loài mà không cầu mong ai cho lại mình là cái đẹp tuyệt vời. Nói đi, nhưng chúng ta còn xét lại. Người phụ nữ cầm dao cắt cổ con ếch chết một cách thảm thiết là người phụ nữ vô minh. Họ không hiểu biết luật nhân quả. Họ là người mù, có mắt mà chỉ thấy có một màu đen tối. Họ là người điếc không bao giờ sợ súng. Thật đáng thương, thật đáng thương. Rồi đây, họ sẽ phải trả quả, suốt nhiều đời phải thọ lấy những tai nạn khổ ách. Người phụ nữ cầm dao cắt cổ con ếch chết một cách thảm thiết là người phụ nữ đáng thương chứ không đáng ghét. Họ là người vô phước, không gặp chánh pháp của Phật, sống trong đêm tối ác pháp mà không biết. Họ là người vô phước quá lớn, nên không được học tập và rèn luyện nhân cách làm người, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh.
họ là người phước mỏng duyên bạc, không được tôi luyện trong tứ vô lượng tâm, thật đáng thương xót vô cùng.